gu bạn người yêu của em là như thế nào? Dạ to. Dạ to. Họ lớp 1 là em biết rồi. Lớp 1 là mới 6 tuổi. Bây giờ tôi nói thiệt á, là bạn là người đầu tiên tôi kể bạn luôn là tôi là gay mà hệ boss nữa. Hơi hoảng luôn á, bạn giật mình luôn. Năm cấp 2 là em có cảm nắng thầy thể dục. Để em kiểu như đô con mà săn chắc dạy thể dục nữa. Trời ơi, ngon quá vậy. Để trong cặp thầy thôi, không cho thầy biết là em. Bị giật đưa lên, trời quýnh nó quá trời luôn. Em đánh má nó cũng đúng rồi đó. Tôi tới bạn như vậy nè, đã đúng gu á thì biết ngu cũng đến à. Nên bây giờ chị đừng có nói là phải nghĩ này, nghĩ thế kia. Em bây giờ lớn đây mà còn sai lầm tới lui.